Kiên Bùi xin kính chào cả nhà nha. Hiện tại thì Kiên Bùi đang ở chợ Bến Thành, ngay chỗ công viên Bách Thị Trang. Thì Kiên Bùi mới đi ngang chỗ này, sẵn tiện quay cho mọi người cập nhật tình hình, tức là cái cảnh quan của cái chợ Bến Thành, rồi quảng trường Bách Thị Trang vào ngày hôm nay nó như thế nào. Thì chúng ta thấy bây giờ rất là rộng rãi. Bên phía bên chỗ này thì có cái tòa nhà trung tâm thương mại đang xây. Ở phía sau lưng của tòa nhà này là bảo tàng mỹ thuật đó cả nhà. Thì tòa nhà này xây ra cái mặt tiền đó, nó nhìn về chợ Bến Thành. Phía trước của nó là nguyên cái quảng trường Bách Thị Trang luôn, rộng thênh thang, rất là đẹp. Còn chợ Bến Thành truyền thống hồi xưa nay phía bên đây, bây giờ lâu có người ta dỡ hết rồi. Còn ở phía dưới lòng đất là hệ thống ga của tuyến metro. Kiên Bùi đang ngồi ngay chỗ bến xe buýt Bến Thành. Họ làm cái bến xe buýt thì cũng đơn giản thôi, giống như một cái ga. Ta qua đây chúng ta ngồi ta chờ, rồi xe tới thì chúng ta lên. Chỗ này là tòa nhà văn phòng xe lửa ngày xưa, là cái sở quả xa nè. Tòa nhà này tới nay vẫn còn. Phía bên kia thì cái đường Lê Lợi thì bây giờ nó thông thoáng rồi. Người ta làm bắt đầu đang làm cái con đường là nhà sắt, con đường sắt cho Tết này. Để cho mùa có đi ngang chỗ đó. Cái mùa có quay một vài cái hình ảnh rất là đẹp về con đường Lê Lợi này. Ta nhìn thấy quảng trường Bách Thị Trang bây giờ rất là rộng rãi, không còn ngột ngạt như cái hồi mà còn dựng mấy cái lô cốt lên. Bây giờ người ta chỉnh trang lại, bắt đầu theo cái hướng hiện đại á. Nhiều cái chỗ người ta làm lại mới lắm. Tòa nhà này sẽ xong rồi, 11 chắc đẹp lắm. Làm cái trung tâm thương mại chỗ này là rất là tuyệt vời. Một vài hình ảnh là chúng tôi gửi đến mọi người nha. Rồi để chúng ta cập nhật hình ảnh về Sài Gòn, coi có gì mới không ở chỗ này. Rồi chúng tôi xin chào, hẹn gặp lại cả nhà trong cái video kế tiếp. Bye bye.